Chiều 28 tháng 7, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã yêu cầu công an huyện Hàm Thuận Bắc phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh xác minh danh tính người thanh niên chạy xe máy lạng lách nguy hiểm trên quốc lộ 1A và xử lý nghiêm. Trước đó, sáng 28 tháng 7, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ clip dài khoảng 46 giây, hình ảnh một thanh niên điều khiển xe máy biển số 86AL02548 chạy trên quốc lộ 1A lạng lách lấn qua làn đường ô tô. Thanh niên này liên tục điều khiển xe bằng một tay, duỗi chân ra phía sau và thả cả hai tay. Sự việc được một xe khách chạy phía sau quay lại toàn bộ. Địa điểm thanh niên trên điều khiển xe máy lạng lách nguy hiểm được cho là xảy ra tại cầu Phú Long thuộc thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc vào trưa ngày 27 tháng 7. Nhiều người cũng cho biết vào sáng ngày 27 tháng 7 đã bắt gặp thanh niên này nằm dài trên yên xe điều khiển xe máy lạng lách bằng một tay tại dốc lầu Ông Hoàng, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng cần xử lý nghiêm khắc bởi hành vi trên vừa nguy hiểm đến tính mạng người điều khiển xe máy, vừa mất an toàn giao thông, nguy hiểm đến người và phương tiện đang tham gia giao thông. Ngày 8 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thủ Đức đang tạm giữ nhóm 3 đối tượng gồm Dương Quốc Cường, 32 tuổi, quê Bình Thuận, Hoàng Anh Trung, 20 tuổi, quê Đồng Nai và Nguyễn Thanh Xuân Trường, 23 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, để điều tra, xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng. Trước đó, tại thời điểm Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức để làm việc, xử lý và khởi tố người mẫu Ngọc Trinh, tức Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, về hành vi gây dối trật tự công cộng khi biểu diễn xe máy tạo dáng nguy hiểm, thả hai tay thì trên mạng xã hội xuất hiện một số clip biểu diễn xe máy của nhóm thanh niên cũng gây bức xúc không kém. Theo các clip lan truyền, nhóm thanh niên khoảng 3 đến 4 người có nhiều loại xe khác nhau. Trong đó có xe máy mang biển kiểm soát 61 của tỉnh Bình Dương. Nhóm này thể hiện những màn tạo dáng nguy hiểm trên xe máy như bốc đầu xe, vừa bốc đầu vừa thả hai tay, chở ba để bốc đầu. Có clip một mình thanh niên này biểu diễn, có clip thanh niên này cùng một người khác và cũng có clip chở ba thể hiện nhiều động tác nguy hiểm như thả hai tay, bốc đầu xe và thậm chí vừa đi vừa dùng tông đơ để hớt tóc những video này đã thu hút hàng chục ngàn lượt like bình luận và chia sẻ nhiều người đã để lại bình luận chỉ trích hành vi không an toàn của nhóm thanh niên tuy nhiên cũng có không ít bạn trẻ lại có thái độ cổ vũ yêu cầu nhóm người ra thêm các video khác còn đối với các đối tượng nhận được sự quan tâm của dân cư mạng dù là ném đá hay cổ vũ bọn họ đều cảm thấy thích thú vì mục đích khoe mẽ, thú sự chú ý đã đạt được. Cụ thể, các hình ảnh video của người này đăng tải với tiêu đề tuyệt kỹ bốc đầu thiếu lâm tự, thuật bốc đầu kỳ môn độn giáp. Công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc xác định các tài khoản đăng tải clip nói trên là Facebook Cường Hạo Thiên và kênh Youtube Cường Vlog của Dương Quốc Cường công an đã mời cường và các đối tượng liên quan như hoàng anh trung thanh xuân trường lên làm việc và tạm giữ để xử lý theo hình ảnh từ các video chiếc xe máy dùng để biểu diễn có biển số ở bình dương còn địa điểm biểu diễn là ở bình dương và thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh tại cơ quan điều tra cường và các đối tượng thừa nhận hành vi và khai báo muốn thể hiện bản thân quay clip trên mạng xã hội để nhiều người biết đến trong một vụ khác cũng do các đối tượng trong nhóm của Cường thực hiện vào ngày 5 tháng 11. Mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip đôi nam nữ điều khiển xe gắn máy trong cách tạo dáng nguy hiểm. Clip thể hiện cảnh thiếu niên điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. Phía sau là cô gái trẻ ngồi quay lưng lại với nam thanh niên. Nam thanh niên này bốc đầu xe chạy một đoạn đường dài. Cô gái phía sau dùng tay ôm chặt thanh niên để không bị ngã xuống đường. Một người khác điều khiển xe máy đi gần đó, dùng điện thoại ghi hình và cười cổ vũ. Khu vực đoạn clip là tuyến đường nằm trên khu vực nóc hầm Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Cũng trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, Cường thừa nhận mình chính trong video. Người này còn thông tin không biết cô gái được chở trong video mà chỉ quen và trở đi, sau đó không còn liên lạc. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra thêm về hành vi của các đối tượng. Trước đó, ngày 31 tháng 10, trên mạng xã hội, fanpage thị xã Hồng Lĩnh xuất hiện video ghi lại cảnh nam thanh niên đầu không đổi mũ bảo hiểm, thả hai tay chạy xe máy trên tuyến tránh quốc lộ 1 theo hướng từ thị xã Hồng Lĩnh, Nghi Xuân. Có thể thấy, nam thanh niên trong video rất hào hứng khi làm ra hành động vi phạm pháp luật giao thông nghiêm trọng. Người này tỏ ra thích thú cười lớn, nhìn thẳng vào ống kính máy quay mà không quan tâm đến nguy cơ va chạm với các phương tiện khác cũng như đang lưu thông trên đường. Ngoài ra, người quay video không những không ngăn cản mà còn cổ vũ tiếp tay cho hành vi xấu xí này. Đoạn video trên sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Ai nấy đều cảm thấy phẫn nộ trước sự việc này. Nhiều người còn yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng tìm ra nam thanh niên trong video để xử phạt. Chiều ngày mùng 1 tháng 11, thông tin từ Công an Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với Công an xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân, Sóc Minh, truy tìm được thanh niên đầu trần, thả hai tay, dùng chân điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave mang biển kiểm soát 38H7-5263 chạy trên quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh, qua xác minh, nam thanh niên trên là Nguyễn Công Chính, sinh năm 2001, ở thôn 4, xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân, đang làm việc tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Video này chính nhờ bạn chạy xe đi cùng ghi lại, sau đó đăng Facebook cá nhân, cách đây 5 tháng. Sau khi video được tung lên mạng, dư luận xã hội bức xúc cho rằng hành vi của đối tượng gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông. Hiện công an thị xã Hồng Lĩnh đã triệu tập người vi phạm củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Với hành vi như trên, chắc chắn nam thanh niên sẽ phải nhận hình phạt thích đáng từ pháp luật. Đây không chỉ đơn giản là vi phạm luật giao thông mà còn thể hiện sự coi thường với chính mạng sống của mình và sự an toàn của những người xung quanh. Ngày 24 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành, Tiền Giang đã khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng Đoàn Trần Thế Hào, sinh năm 2004, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Phạm Duy Tân, sinh năm 2005, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Và Huỳnh Trần Tấn Huy, sinh năm 2001, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Để điều tra, xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng, được quy định Đại khoản 2, điều 318, Bộ Luật Hình Sự, phạm tội có tổ chức. Trước đó, ngày 22 tháng 10, công an tỉnh Tiền Giang phát hiện trên nền tảng mạng xã hội Facebook có đăng tải một đoạn video, nội dung phản ánh một thanh niên biểu diễn bốc đầu xe mô tô trên tuyến quốc lộ 1 thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Tiến hành xác minh làm rõ vụ việc, cơ quan công an đã mời làm việc ba đối tượng gồm Đoàn Trần Thế Hào, Phạm Duy Tân và Huỳnh Trần Tấn Huy. Kết quả làm việc, ba đối tượng thừa nhận đã bàn bạc thống nhất giàn dựng nội dung quay video, biểu diễn bốc đầu xe mô tô, đăng lên mạng xã hội Facebook để câu like, câu view, tạo nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Theo khoản 8, điều 6, Nghị định 100-2019, NDCP, ngày 30 tháng 12 năm 2019, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Hành vi bốc đầu xe máy, điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh thì có thể bị xử phạt hành chính từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.